Toàn thể đồng chí, đồng bào đứng dậy làm lễ chào cờ. Trân trọng cảm ơn đồng chí, đồng bào. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào. Trong không khí vui tươi, phấn khởi, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc trong tiến trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương Quảng Trị thân yêu. Đến dự lễ kỷ niệm, Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Trân trọng kính giới thiệu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân dân, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Huy Bình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Lê Trường Lưu, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đồng chí Lương Nguyệt Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trân trọng kính giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các cơ quan trung ương tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đại diện lãnh đạo các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, đại diện lãnh đạo các bộ tư lệnh binh chủng, quân đoàn,
binh đoàn, sư đoàn, trung đoàn, lữ đoàn, các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh đã từng chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí. Trân trọng kính giới thiệu ông John Fuente Sadice, Phó Đại sứ tham tán nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam. Ông Suknifong Phommasorn, Phó Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng. Ông Viên Xã Si Phòn Thẹp Phạ Chăn, Ủy viên Dự quyết Trung ương Đảng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa Va Na Khẹt. Ông Phu Thôn Khăm Mạ Ni Vông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sa La Van, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trưởng đại diện, giám đốc các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Về phía tỉnh Quảng Trị, trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trân trọng kính giới thiệu các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý, cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, con em Quảng Trị đang sinh sống, công tác trên mọi miền Tổ quốc đã về dự lễ kỷ niệm. Kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào, tại lễ kỷ niệm hôm nay, chúng ta vui mừng và vinh dự được đón nhận lặng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, và đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Một lần nữa, Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào đã về dự lễ kỷ niệm. Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trình bày diễn văn lễ kỷ niệm. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Kính thưa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, quân khu 4, các tỉnh, thành, phố và các vị khách quốc tế. Kính thưa các bậc lão thành, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Kính thưa các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu và toàn thể đồng bào, đồng chí.
Trong khí thế hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh nhà, mùng 1 tháng 5 năm 1972, mùng 1 tháng 5 năm 2022, 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Với niềm phấn khởi, tự hào, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, quân khu 4, các tỉnh, thành, các vị khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đồng bào đồng chí, Quảng Trị, khúc ruột miền Trung, nơi khắc ghi vào lịch sử dân tộc, là tuyến đầu, là tiêu điểm trong các cuộc trường chinh chống giặc giữ nước. Mảnh đất Quảng Trị thấm đẫm giá trị lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng, nơi cháy lên hy vọng và niềm tin bất diệt về khát vọng hòa bình, thống nhất và tương lai tươi sáng của Tổ quốc. Trong hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị là đầu cầu chiến lược nối hai miền Nam Bắc, là căn cứ địa, bàn đạp tiến công để giải phóng miền Nam, là vành đai thép trực tiếp bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vùng giải phóng Trung Hạ Lào và hành lang chiến lược ba nước Đông Dương. Ngược dòng lịch sử, năm 1954, sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, đã chia cắt nước ta thành hai miền Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17, nơi con sông Bến Hải hiền hòa của Quảng Trị, làm ranh giới tạm thời hai miền. Cuộc phân ly ấy tưởng chừng chỉ kéo dài 2 năm và sẽ kết thúc sau tổng tuyển cử. Nhưng với âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, đế quốc Mỹ đưa quân xâm lược miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự để tiến đánh miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thực hiện chiến lược tạo lá chắn thép nhằm ngăn chặn sự phát triển của phong trào cách mạng. Kẻ thù đã biến Quảng Trị thành vùng đất lửa, nơi thử nghiệm hàng loạt vũ khí và các kiểu chiến tranh hiện đại nhất. Trước tình hình đó, Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị đã kề vai sát cánh với các lực lượng vũ trang chiến đấu đập tan các kiểu chiến tranh, chặn đứng mưu đồ lấp sông Bến Hải tấn công ra miền Bắc của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đã thổi bùng lên tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân hai miền Nam Bắc. Trong cuộc chiến trường kỳ này, gần 7 vạn quân và dân Vĩnh Linh vừa sản xuất, vừa chiến đấu bảo vệ vững chắc đầu cầu xã hội chủ nghĩa, vừa là hậu phương trực tiếp của chiến trường Trị Thiên ruột thịt, của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng. Cồn Cỏ vững vàng đối mặt với kẻ thù giữa biển khơi, quân và dân Do Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Quảng Hà, Hướng Hóa ngày đêm chiến đấu ngoan cường, bám đất giữ làng, giữ phong trào cách mạng. Xuân Mậu Thân năm 1968, cùng với toàn miền Nam, quân và dân Quảng Trị đồng loạt nổi dậy tiến công, tập kích vào các cơ quan đầu não Mỹ Ngụy, tiêu diệt một số cứ điểm quan trọng sinh lực địch, góp phần cùng cả nước làm thất bại chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Đầu xuân năm 1971, phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, quân và dân nước bạn Lào, quân và dân Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, góp phần làm thất bại âm mưu thử nghiệm chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ Ngụy, làm nên chiến thắng oanh liệt đường 9 Nam Lào. Trước thời cơ và thuận lợi mới để đưa cuộc kháng chiến tiến lên một bước, làm chuyển biến cục diện chiến trường, tạo tiền đề để giải phóng hoàn toàn miền Nam, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở cuộc tiến công chiến lược chính trị Trị Thiên năm 1972, đúng 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 1972, lệnh tiến công giải phóng Quảng Trị bắt đầu.
cùng với sức mạnh áp đảo những đòn tiến công dồn dập bất ngờ của các binh đoàn bộ đội chủ lực, quân và dân Quảng Trị đã tranh thủ thời cơ phối hợp chiến đấu tiến công vào sào huyệt địch và giành nhiều thắng lợi quan trọng. Từ hậu phương lớn miền Bắc, từ Vĩnh Linh, Lũy Thép, từ những cánh rừng Trường Sơn bao la, những đội quân chân đồng vai sắt băng rừng vượt suối ào ào tràn xuống, từ những địa đạo chìm sâu trong lòng đất, từ những căn hầm bí mật, cán bộ, chiến sĩ, đội đất xông lên tiêu diệt quân thủ. Nhân dân nhất thể đứng dậy phá bung các trại tập trung và cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, du kích, tấn công nổi dậy, giải phóng quê hương. Ngay từ trận mở màn chiến dịch, toàn bộ hệ thống phòng ngự của địch ở phía cửa ngõ phía Bắc đã bị xóe toang. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, các huyện Gio Linh, Cam Lộ được giải phóng, vùng giới tuyến khu phi quân sự được khai thông. Ngày 28 tháng 4 năm 1972, Đông Hà được hoàn toàn giải phóng. Chiến công nối tiếp chiến công, ngày 29 tháng 4 năm 1972, quân ta làm chủ quận lỵ Triệu Phong, giải phóng cả vùng Triệu Hải rộng lớn. 11 giờ ngày 1 tháng 5 năm 1972, lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam kiêu hãnh tung bay trên dinh tỉnh trưởng tại thị xã Quảng Trị. Quân và dân Quảng Trị vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Quảng Trị tự hào là tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng và vinh dự được chọn đặt thủ phủ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trước tình thế thất thủ tại Quảng Trị, Mỹ ngụy điên cuồng tập trung một lực lượng lớn, khổng lồ, quân đội với nhiều binh chủng, nhiều sư đoàn mạnh nhất, tập trung mọi hỏa lực cả không quân, hải quân, phản kích tái chiếm thị xã Quảng Trị để giành lợi thế trên bàn đàm phán hội nghị Paris. Quân và dân Quảng Trị bước ngay vào cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ vùng giải phóng. Trong 81 ngày đêm lịch sử mùa hè đỏ lửa 1972, chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị và thị xã Quảng Trị, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ bất chấp mọi hiểm nguy, vượt sông Thạch Hãn giữa mưa bom bão đạn, chiến đấu ngoan cường để bảo vệ thành cổ, bảo vệ thị xã Quảng Trị. Hàng ngàn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, máu xương của các anh đã hòa vào dòng sông Thạch Hãn linh thiêng và nằm lại trong đất mẹ thành cổ Quảng Trị anh hùng khi tuổi còn đôi mươi. Cuộc chiến đấu anh dũng bảo vệ thành cổ Quảng Trị của quân và dân ta đã được đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định. Chúng ta đã chịu đựng không phải vì chúng ta là gang thép, vì gang thép cũng tan chảy với bom đạn của chúng, mà chính chúng ta là những con người. Những con người thật sự, những con người Việt Nam với truyền thống 4.000 năm đã giác ngộ sâu sắc trách nhiệm trọng đại trước Tổ quốc và trước thời đại. Thắng lợi của chiến dịch giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ thị xã Quảng Trị đã tạo nên bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi cục diện chiến tranh và đấu tranh ngoại giao. Buộc đế quốc Mỹ phải nối lại đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, công nhận nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, góp phần tạo tiền đề để quân và dân ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên chiến thắng Đại thắng mùa xuân năm 1975, vĩnh viễn xóa đi sự chia cắt đau thương, thực hiện trọn vẹn di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cho Bắc Nam sum họp một nhà, Tổ quốc Việt Nam thống nhất. Làm nên chiến thắng oai hùng đó, hàng vạn người con Quảng Trị, hàng vạn người con trên khắp mọi miền đất nước đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì Quảng Trị và vĩnh viễn nằm lại đây, trên mảnh đất này. Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động, chúng ta thành kính tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thành kính tưởng nhớ những người con của dân tộc Việt Nam anh hùng đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của quê hương, đất nước, để Quảng Trị, vùng đất lửa, được giải phóng, hồi sinh và phát triển. Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa đồng bào, đồng chí, đi ra khỏi cuộc chiến tranh gian khổ, khốc liệt, Quảng Trị phải gánh trên mình hậu quả hết sức nặng nề. Trên 95% làng mạc bị tàn phá và hủy diệt, là một trong những địa phương có mật độ ô nhiễm bom mìn lớn nhất cả nước. Quảng Trị bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương từ hoang tàn, đổ nát. Chung sức, đồng lòng, đoàn kết, vượt khó đi lên. Ngay khi trong ngôi nhà chung Bình Trị Thiên, hay khi trở về với tên gọi Quảng Trị thân thương, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị luôn phát huy truyền thống anh hùng, đồng cam, cộng khổ, cần cù sáng tạo để tái thiết và xây dựng quê hương. Với sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế, phát huy cao độ sức mạnh nội sinh, sự đồng thuận xã hội, nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, Đảng bộ và các thế hệ lãnh đạo tỉnh luôn khẳng định quyết tâm và khát vọng phát triển, đưa ra các quyết sách, giải pháp phù hợp trong mỗi thời kỳ để đáp ứng kịp thời những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn. Quảng Trị đã đi lên và có bước tiến dài trên đường đổi mới và phát triển. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, được đầu tư phát triển. Đôi bờ của những dòng sông của một thời lửa đạn chiến tranh chia cắt đã được kết nối bằng những nhịp cầu hiện đại. Đường 9 năm xưa gọi ta đi đánh giặc nay trở thành con đường xuyên Á, năng động kết nối Thái Bình Dương với các nước tiểu vùng Mekong mở rộng lớn. Một nền kinh tế đi lên từ con số âm sau chiến tranh, manh mún lạc hậu khi mới tái lập tỉnh, nay đã có sự phát triển khá toàn diện với những mũi đột phá trên cơ sở tiềm năng, lợi thế riêng có. Từ phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ, phát triển năng lượng tái tạo đã có bước tiến quan trọng, đúng hướng. Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện, thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn trong và ngoài nước đến với Quảng Trị. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá trong nhiều năm liên tục, quy mô nền kinh tế được nâng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng dần theo từng năm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, công tác đối ngoại được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm. Quảng Trị là một trong những địa phương đứng đầu cả nước thực hiện các mục tiêu về an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo cho người có công, các đối tượng chính sách. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Những làng quê bị tàn phá bởi bom đạn của kẻ thù đang thay màu áo mới, trù phú và no ấm. Những khu công nghiệp được hình thành và phát triển hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng kinh tế mới, thay thế cho các hàng rào dây thép gai và xác pháo. Những tượng đài vinh quang, biểu tượng của khát vọng hòa bình, thấm máu và nước mắt của bao lớp người đã ngã xuống trên mảnh đất này. Tất cả đã hội tụ, hòa chung vào dòng chảy và sự phát triển không ngừng của Quảng Trị hôm nay. Những địa danh của một thời hoa lửa, Thành Cổ, Quảng Trị, Hiền Lương, Bến Hải, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Cửa Việt, Chiến khu Ba Lòng, Đường Chín, Khe Xanh, Đảo Cồn Cỏ, Tiền Tiêu và nhiều địa danh khác đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đón tiếp hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, ngưỡng vọng, thực sự là điểm đến của du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng, của hòa bình và hữu nghị. Kính thưa đồng bào, đồng chí, là mảnh đất sâu nặng nghĩa tình, Quảng Trị đang thay mặt cả nước chăm sóc hơn 60.000 phần mộ liệt sĩ là con em các tỉnh, thành phố trong cả nước tại 72 nghĩa trang trong toàn tỉnh và thành cổ Quảng Trị. Tỉnh Quảng Trị xem đây là trách nhiệm, là đạo lý thiêng liêng của quê hương mình. Hàng năm tỉnh tổ chức nhiều lễ hội hoạt động tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ như lễ hội Thống Nhất Non Sông, tri ân tháng 7, thả hoa đăng tưởng niệm liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn, trở thành nét đẹp truyền thống, văn hóa tâm linh tốt đẹp của người dân Quảng Trị và dân tộc Việt Nam. Từ trong đau thương khốc liệt của cuộc chiến tranh năm xưa, Quảng Trị đã và đang khơi dậy mạch nguồn cảm xúc, thôi thúc người dân Quảng Trị quyết tâm xây dựng quê hương thành biểu tượng của khát vọng vì hòa bình. Kính thưa quý vị đại biểu,
quý vị khách quý, kính thưa toàn thể đồng bào, đồng chí. Với những đóng góp to lớn trong kháng chiến cũng như trong hòa bình, Quảng Trị vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất. Và hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và quân và dân Quảng Trị tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần hai vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày quê hương được giải phóng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Trung ương, các lực lượng vũ trang cùng các tỉnh, thành trong cả nước đã luôn hướng về Quảng Trị, dành cho Quảng Trị sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, chia sẻ ngọt bùi, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh, giúp Quảng Trị vượt qua bao khó khăn để tiến bước đi lên trên con đường xây dựng và phát triển. Xin được bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và của quê hương Quảng Trị anh hùng. Xin được bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị chủ lực, các lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân đã và đang kề vai sát cánh, hy sinh gian khổ cùng Quảng Trị chiến đấu và chiến thắng, cũng như trong quá trình kiến thiết xây dựng quê hương. Xin trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Savanakhet và Saravan nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đoàn kết gắn bó, nghĩa tình sâu nặng trong chiến đấu và trong hòa bình dựng xây. Xin trân trọng ghi nhận và biết ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, các cấp, các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, những người con Quảng Trị sinh sống trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài, luôn hướng về quê hương, chung tay góp sức xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng phát triển. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, quá khứ vinh quang chỉ thực sự được trân trọng khi hiện tại và tương lai được tiếp nối một cách bền vững và ngày càng nở hoa, kết trái. Nhận thức sâu sắc trước sự hy sinh vô bờ bến của bao lớp người ngã xuống vì Quảng Trị được giải phóng, vì đất nước được thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Trị quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, hiệu lực hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển trung bình cao vào năm 2025 và tỉnh khá vào năm 2030, tất cả vì cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong thời gian tới, Quảng Trị nỗ lực tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, loại bỏ những điểm nghẽn, lực cản của sự phát triển, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thành và thực hiện tốt quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường cao tốc, cảng biển, sân bay Quảng Trị, phát triển hạ tầng xã hội, đô thị, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, tiếp tục tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững và tăng trưởng xanh. Phát triển công nghiệp là đột phá, ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng, phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung. Phát triển nông nghiệp là bệ đỡ, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng cho lĩnh vực nông nghiệp gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Phát triển thương mại dịch vụ gắn với liên kết vùng, liên kết hành lang kinh tế Đông Tây, phát triển du lịch xanh, bền vững, chú trọng du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng để đưa Quảng Trị trở thành điểm đến của các giá trị văn hóa, giá trị lịch sử và giá trị hòa bình. Phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế, phát huy hơn nữa sức mạnh mềm của văn hóa con người Quảng Trị,
biến niềm tự hào về quá khứ hào hùng thành sức mạnh nội xung trong kiến thiết dựng xây quê hương, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách đối với người có công với cách mạng, đối với các đối tượng chính sách, bảo đảm công bằng xã hội, mọi người dân được thụ hưởng ngày càng nhiều hơn những thành quả của cách mạng, của quê hương, đất nước bằng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể đồng bào, trong hành trình lịch sử của mình, Đảng bộ tỉnh đã luôn phát huy cao tinh thần cách mạng, là đảng bộ của lòng dân, lấy giá trị lịch sử truyền thống làm động lực phát triển để hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn. Chúng tôi thấm thía sâu sắc lời tâm huyết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Trị rằng, ngoài những tiềm năng sẵn có, thì với Quảng Trị, truyền thống cách mạng anh hùng cũng là một nguồn lực, động lực để thúc đẩy phát triển. Tỉnh Quảng Trị đã anh hùng trong chiến đấu, phải thành công trong kiến thiết xây dựng. Đảng bộ tỉnh từng được tôi luyện qua thử thách, phải thực sự là hạt nhân, là đầu tàu, phải là lũy thép vững vàng, đoàn kết, thống nhất cao để đưa Quảng Trị bứt phá đi lên. Từ đáy lòng mình, chúng tôi nguyện sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức đồng lòng đưa Quảng Trị ngày càng phát triển bền vững, đi lên cùng cả nước, xứng đáng với niềm tin, sự quan tâm to lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào, đồng chí, phát huy khí thế, cách mạng, tự hào về quá khứ anh hùng của quê hương, đất nước, trong niềm vui mừng, phấn khởi của lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp, mỗi người dân Quảng Trị hãy phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, dân chủ, công bằng, văn minh. Xin trân trọng được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đồng bào lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào, với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình là nghi thức đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Mời đội nghi lễ vào vị trí. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Đào Mạnh Hùng,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị lên bục danh dự nghe công bố quyết định của Chủ tịch nước và đón nhận huân chương. Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Chủ tịch nước số 511 QĐ-CTN Hà Nội ngày 26 tháng 4 năm 2022 quyết định về việc tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam căn cứ Điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013. Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 378 TTR-TTR ngày 25 tháng 4 năm 2022 quyết định điều 1 tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Điều 2 quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và tập thể có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phát biểu.
thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang. Thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua thời kỳ, thưa các vị khách quốc tế, thưa quý vị đại biểu, các cựu chiến binh, các tướng lĩnh cùng toàn thể đồng bào, đồng chí. Quảng Trị có một vai trò, vị trí và giá trị đặc biệt trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong đó phải kể đến mốc son của 50 năm trước, đó là sự kiện giải phóng tỉnh Quảng Trị và 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Trận chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ là bản tráng ca hùng hào của quân và dân Quảng Trị nói riêng, cả nước nói chung, góp phần buộc Mỹ phải nối lại đàm phán tiến đến ký kết Hiệp định Paris, là cơ sở để quân và dân ta mở cuộc tấn công vũ bão thần tốc, làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất Tổ quốc. Trước hết, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, các tướng lĩnh, các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa đồng bào, đồng chí, Quảng Trị có vị trí địa kinh tế, chính trị, quân sự đặc biệt quan trọng, là điểm tựa lịch sử của cuộc trường chinh giữ nước của dân tộc Việt Nam ta. Quảng Trị nơi vĩ tuyến 17 đi qua với dòng sông Bến Hải xinh đẹp, đầy thơ mộng, nơi có chiếc cầu Hiền Lương, Hiền Hòa, chính tên gọi. Chiến tranh khốc liệt khiến cho dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương mang nỗi đau chia cắt đất nước, biến tình quê hương chia làm hai ngã rẽ. Quảng Trị trở thành giới tuyến gồng mình gánh chịu mưa bom lửa đạn vô cùng ác liệt. Chỉ trong 81 ngày đêm, thị xã và thành phố Quảng Trị với diện tích chưa đầy 3 km² mà phải hoàn mình hứng 328.000 tấn bom đạn, trung bình mỗi chiến sĩ phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 quả đạn pháo, tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Những câu thơ của chiến sĩ thành cổ năm xưa Lê Bá Dương được khắc ghi bia đá, gợi nên hình ảnh bi tráng của những người đồng chí, đồng đội đã ngã xuống cho sự độc lập, tự do của Tổ quốc. Đò lên thạch hẳn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đỏ bận tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỡ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Sông gươm nào chém được dòng Bến Hải, lửa nào thiêu được dải Trường Sơn. Quân và dân Quảng Trị đã làm nên nhiều chiến thắng vang dội, Vĩnh Linh lũy thép anh hùng, Cồn Cỏ nở đầy hoa thắng trận, cùng với những chiến thắng đường chính Khe Sanh, Do Linh, Cam Lộ, vân vân. Thừa thắng, quân và dân Quảng Trị đã cùng với cả nước dồn lực cho cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972, với thắng lợi của chiến dịch Trị Thiên giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị vào ngày 1 tháng 5, trở thành tỉnh đầu tiên của miền Nam Việt Nam được giải phóng. Chiến thắng này là một trong mốc son chói lọi, là kỳ tích của quân và dân Quảng Trị anh hùng, là thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, không có gì quý hơn độc lập, tự do. Thưa đồng bào, đồng chí, nếu trong lịch sử, Quảng Trị là biểu tượng tình yêu nước, của chí khiết, quân liệt, hào hùng, trên dưới một lòng, gìn giữ độc lập chủ quyền và thống nhất đất nước, thì ngày nay Quảng Trị đã ra sức phát triển kinh tế để xứng đáng với những gì cha ông ta đã hy sinh. Các thế hệ tiền nhân của chúng ta đã vượt qua trong công cuộc mở mang bài cõi và đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 xưa kia được xem là nơi ghi dấu rất nhiều những mất mát của đồng bào chiến sĩ ta, thì ngày nay đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây đang chung tay đoàn kết xây dựng nơi đây trở thành địa danh hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, nhất là giới trẻ và những người yêu mến hòa bình.
đến với Quảng Trị hôm nay, 50 năm sau ngày giải phóng, chúng ta chứng kiến sự đổi thay vươn lên mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới. Quảng Trị đã viết nên câu chuyện cổ tích mà có thật về ép nửa qua. Sự hồi sinh thật khó hình dung từ một vùng đất bom cày đạn sới, nay từ diện mạo kinh tế đến đời sống xã hội, tỉnh Quảng Trị không ngừng phát triển, thu nhập và mức sống của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Ghi nhận những thành quả đạt được, Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng cho tỉnh Quảng Trị nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt trong ngày buổi hôm nay, tỉnh Quảng Trị vinh dự lần thứ hai được đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Một lần nữa, tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã giành được trong suốt 10 năm qua. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, tự hào là quê hương của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, một tư duy sáng tạo lớn của Đảng. Chúng ta vừa tổ chức các hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí. Hôm nay, Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng, cũng là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của chặng đường vẻ vang, để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Quảng Trị nêu cao hơn nữa quyết tâm hành động trong thời gian tới. Theo đó, tôi đề nghị đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị chú trọng một số vấn đề sau. Thứ nhất là cần phát huy tính năng động, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc, thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo của tỉnh vì lợi ích chung, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng từ sự đồng thuận của nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Thứ hai, cần nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tích cực cải cách hành chính, thu hút đầu tư có chất lượng, xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn cao, khả năng thích ứng trước những thay đổi và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế xã hội, phát huy tài nguyên vốn con người, nhất là đặc tính thông minh, hiếu học, cần cù, chịu khó của người dân đất miền Trung của tỉnh Quảng Trị. Thứ ba, ưu tiên nguồn lực và ngân sách để phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, logistics trọng yếu của tỉnh, nhất là hệ thống giao thông huyết mạch, đặc biệt là các tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn, Cam lộ Vạn Ninh, đầu tư các công trình dự án tạo động lực kích thích và loan tỏa kinh tế của tỉnh như các tuyến đường bộ từ cửa khẩu quốc tế La Hai, Lao Bảo về cảng nước sâu Mỹ Thủy, phát huy lợi thế tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, phối hợp với các tỉnh bạn Lào, Savanakhet, Sanavan nghiên cứu các chính sách chung cho phát triển kinh tế biên giới, đẩy mạnh tiến độ dự án trọng điểm tại khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp Quảng Trị làm hạt nhân động lực cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế, tạo việc làm tốt và nâng cao thu nhập cho người dân. Thứ tư, tập trung tháo gỡ các nút thắt phát triển, tạo đột phá thực sự cho các ngành kinh tế có nhiều tiềm năng dựa trên các lợi thế của tỉnh như nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế biển. Theo đó, tỉnh Quảng Trị cần tìm cách phát huy lợi thế là tỉnh cửa ngõ ra biển Đông, xây dựng và phát triển các trục kinh tế kết nối khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với hành lang kinh tế Đông Tây và khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo. Thứ năm là chú trọng đầu tư xứng đáng cho giáo dục và y tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm chăm lo tốt những đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo, trẻ em khó khăn, người yếu thế trong xã hội, thực hiện tốt chương trình xây dựng phát triển các thực quyền miền núi, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, nhất là di tích cách mạng, biến nơi đây thành những địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng của quê hương, đất nước cho các thế hệ trẻ, không chỉ trong tỉnh mà cho thế hệ trẻ cả nước ta. Tôi cũng đề nghị tỉnh Quảng Trị tập trung thực hiện tốt việc xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động ứng phó, không để bị động bất ngờ xảy ra vụ việc phức tạp, điểm nóng,
giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng chống, ngăn chặn các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động đối ngoại với các tỉnh, các nước trên trục hành lang kinh tế Đông Tây, góp phần tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị các nước trong khu vực. Kính thưa đồng bào, đồng chí, với tấm lòng trân trọng đối với quê hương Quảng Trị anh hùng, tình cảm yêu mến đối với đồng bào, đồng chí Quảng Trị, tôi tin tưởng chắc chắn rằng đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng, ý chí kiên cường, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, vượt qua mọi thử thách, đoàn kết thống nhất, đổi mới, năng động, sáng tạo và bứt phá mới trong phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành một tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước đến năm 2025, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, góp phần đem lại sự phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân mà nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Hãy phấn đấu để vị tướng 17 sông Bến Hải trở thành biểu tượng trỗi dậy mới về phát triển kinh tế xã hội. Hãy tạo nên những kỳ tích sông Thạch Hãn và sông Bến Hải để tri ân các bậc tiền nhân xương máu của cha ông ta đã hòa xuống những dòng sông bất tử, xứng đáng với trang sử hào hùng oanh liệt của vùng đất địa danh này. Tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng đồng chí đồng bào tỉnh Quảng Trị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước. Trân trọng kính mời đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu. Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí, đồng bào, trong không khí hân hoan và trang trọng của lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị rất vinh dự, tự hào và vui mừng được đón đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về dự và phát biểu chỉ đạo, và thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, bằng tấm lòng trân trọng, tình cảm sâu nặng nhất, tôi chân thành cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ và ghi nhận những thành tựu của tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua.
sự có mặt của đồng chí Chủ tịch nước tại buổi lễ long trọng này là sự quan tâm sâu sắc, là nguồn động viên to lớn của Đảng, Nhà nước với tỉnh nhà. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là định hướng hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn đổi mới, xây dựng và phát triển tiếp theo. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xin tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí, xin hứa với đồng chí Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thành tựu đã đạt được để viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua các thời kỳ đã xây dựng và vun đắp lên. Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng các cơ hội để đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt cá nhân đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để tỉnh Quảng Trị phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp hơn trong thời kỳ mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch nước, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng đồng bào, đồng chí đã về dự buổi kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin lễ kỷ niệm. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Và tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí cùng theo dõi chương trình nghệ thuật đặc sắc Khát vọng Quảng Trị. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức thực hiện. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý, sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị chương trình nghệ thuật Khát vọng Quảng Trị. Chương trình với sự chỉ đạo thực hiện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với tỉnh Quảng Trị. Chỉ đạo nội dung, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chỉ đạo thực hiện, Cục Nghệ thuật biểu diễn. Chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Đơn vị thực hiện, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Biên tập và tổng đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Và ngay bây giờ đây, chương trình nghệ thuật Khát vọng Quảng Trị với màn mở đầu Quảng Trị, sự hình thành vùng đất với những dấu ấn lịch sử. Xin phép được bắt đầu. Thời Hùng Vương, An Dương Vương, vùng đất Quảng Trị ngày nay thuộc lãnh địa bộ Việt Thường của nhà nước Văn Lang Âu Lạc. Từ năm 111 đến năm 192 trước Công nguyên,
Quảng Trị thuộc quận Nhật Nam. Cuối thế kỷ 2, một chính quyền bản xứ của quận Nhật Nam và xứ Tượng Lâm hình thành. Vương quốc Lâm Ấp được thành lập. Lãnh thổ của Lâm Ấp tương ứng với vùng đất từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân ngày nay. Nhưng dấu ấn đậm nét nhất về vùng đất Quảng Trị xưa phải kể từ khi Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng, con trai thứ của Thái Tể Nguyễn Kim, vâng lệnh vua Lê vào trấn thủ xứ Thuận Hóa. Đó là năm 1558. Từ khi đặt chân lên dải đất của phía Nam Hoành Sơn, ông đã lần lượt đóng bàn doanh ở Gò Phù Sa, Ái Tử, làng Trà Bát. Năm 1600, Nguyễn Hoàng rời phủ tới Dinh Cát, chăm lo mở mang bờ cõi, phát triển kinh tế văn hóa, xây dựng xứ Thuận Hóa trở thành lãnh địa riêng và xưng chúa, biến Thuận Hóa thành nơi sầm uất nhất của xứ Đàm Châu. Gần 300 năm, vùng đất Quảng Trị tồn tại với tên gọi Cường Dinh, thuộc trấn Thuận Hóa. Năm 1802, khi vua Gia Long lên ngôi, đặt lại Cường Dinh thành Dinh Quảng Trị. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, tỉnh lúc sát nhập, lúc tách tỉnh. Năm 1876, tỉnh Quảng Trị được tái lập. Ngày 10 tháng 7, 1885, cách đây đúng 137 năm, thật tự hào khi vị vua trẻ yêu nước Hà Nghi cùng đại thần Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã lập kinh đô kháng Pháp tại thành Tân Sở, Sơn Phòng, Quảng Trị và hạ chiếu gần vương tại vùng đất lịch sử này. Chúa Tiên Nguyễn Hoàng hào kiệt nhân trí dũng tạo lập xứ Đàng Trong, mang hươm mở cõi hướng trời Nam. Cô thành chân giữ rừng cây trắng, Ái Tử Trà Bát cát xinh, bãi cát chí dũng tạo lập xứ Đàng Trong, mang hươm mở cõi hướng trời Nam. Cô thành chân giữ rừng cây trắng, Ái Tử Trà Bát
dư giang sơn. Thế kỷ 19, với nhiều biến động lớn của thế giới, tháng 9 năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công cửa biển Đà Nẵng, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam. Và tại Quảng Trị, ngày 16 tháng 5 1929, tổ chức Cộng sản đầu tiên của tỉnh đã được thành lập. Qua nhiều gian nan thử thách, hy sinh trường kỳ kháng chiến, ngày 2 tháng 9 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng từ 1945 đến 1954, dân tộc ta trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Hiệp định Geneva được ký kết, lấy vĩ tuyến 17 sông Bến Hải thành khu phi quân sự tạm thời, ranh giới giữa miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chính quyền Sài Gòn. Từ đây, hai miền Nam Bắc tạm thời chia cắt. Chương 1. Quê hương giải phóng. Đúng 11 giờ, ngày 30 tháng 3, 1972, các đơn vị quân giải phóng với các sư đoàn 304, 308, 324 cùng các lực lượng binh chủng xe cơ giới, thiết giáp, pháo binh, tên lửa cao xạ, xe tăng đồng loạt nổ súng, mở màn chiến dịch tiến công giải phóng Quảng Trị. Các cụm pháo của ta từ nhiều hướng ở Vĩnh Linh, trận địa miền Tây bắn mãnh liệt vào các cứ điểm 54, Đồi Tròn, Đầu Màu, Ba Hồ, Động Toàn, Quán Ngang, Dốc Miếu, Cồn Tiên cùng một lúc bị san phẳng. Đòn tiến công bất ngờ, sấm sét bão lửa dội xuống hệ thống phòng thủ của quân Mỹ và quân của chính quyền Sài Gòn, gây choáng váng cho đối phương ngay từ giây phút đầu tiên của chiến dịch. Chiến dịch xuân hè năm 1972 là một chiến dịch mang tầm vóc lịch sử, mãi mãi được ghi vào sử sách của dân tộc, thể hiện sự ngoan cường, anh dũng bất khuất, vượt qua gian khó hy sinh của quân và dân Quảng Trị, của cả dân tộc Việt Nam. Chiến dịch xuân hè 1972 đã đập tan hệ thống kìm kẹp, đập nát tuyến phòng thủ mạnh nhất về quân sự của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, tạo khí thế chiến lược quan trọng của cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi sau này. Thắng lợi to lớn đó thể hiện sức mạnh tiềm tàng của cuộc chiến tranh nhân dân, của nền nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quảng Trị được giải phóng, từ sông Bến Hải đến Mỹ Chánh, từ Khe Sanh đến cửa Việt, cả một vùng đất rộng lớn của quê hương được giải phóng. Đây là lần đầu tiên ta giải phóng hoàn toàn một tỉnh trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ và quân đội của chính quyền Sài Gòn ở miền Nam, tạo bước ngoặt mới cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Và một lần nữa, Quảng Trị lại được lịch sử chọn lựa sau Hiệp định Paris năm 1973, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trở thành nơi đặt trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Người chiến trận, ta tiến lên phía trước, những bàn chân nhuộm đỏ đất quê hương, đất cầm thù đứng ta nhẹ bước, sống trên vai vang lời hát lên đường. Đây đường chính đường ta đi đánh giặc, bài dâu hay cồn các hồn in trong ánh mắt. Đàn đa ngày nằm chung lửa xuống cuốn tiên, lửa đến nay chiều sáng cả hai miền. Oh,
sống ba lòng mùa hạ ấy. Máy bay quần thảo trên đầu, pháo tư ái tư dập dồn chút xuống, hòng chặn đường bộ đội tiến quân. Lửa bom cháy rực trong đêm, em lấy thân mình che đạn, rồi dẫn anh nhập đoàn quân, tiến vào giải phóng Đông Hà. Giữa cuộc hành quân hối hả, em chỉ kịp nắm tay chào. Người giao liên nhanh như sóng, người giao liên nhanh như sóng. Không ngờ em đã hy sinh. Anh sững người không tin được em. Em nằm nơi nào em ơi, đồng đội bao năm kiếm tìm, ba lòng lúa ngô xanh mướt. Mười năm sau anh đã về chỉ. Quân Mỹ và quân của chính quyền Sài Gòn điên cuồng mở cuộc phản kích tái chiếm Quảng Trị với mật danh Lam Sơn 72. Chúng đã huy động một lực lượng hùng hậu với sự hỗ trợ của hạm đội Mỹ, hàng loạt máy bay ném bom B-52 và khối lượng bom đạn khổng lồ như ở chiến dịch tái chiếm thành cổ Quảng Trị.
thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 được ví như một túi bom. Trung bình mỗi ngày địch huy động 150 đến 170 lần máy bay phản lực, 70 đến 90 lần chiếc B-52 để ném bom hủy diệt thị xã và thành cổ Quảng Trị. Trong 81 ngày đêm đó, để chiếm lại thành cổ và thị xã Quảng Trị, Mỹ đã ném xuống đây 328.000 tấn bom. Báo chí phương Tây thời đó bình luận tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Các chiến sĩ dù trên mình mang đầy thương tích nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường, quyết không rời trận địa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cứ người này ngã xuống, người khác lại đến thay. Báo Quân đội Nhân dân ra ngày 19 tháng 8, 1972 có viết: mỗi mét vuông đất mà các chiến sĩ ta giành được ở thành cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu. Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị vẫn thơm tiếng mẹ Quảng Trị quê ta, rộn rã nơi đây vang tiếng quân ca, đánh giặc kiên cường và tin mừng thắng trận. Chìm dưới dòng sông xanh,
Ngày 1 tháng 5 năm 1972, Quảng Trị, tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng hoàn toàn. Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tỉnh Quảng Trị chính thức được lập lại, nhưng trước mắt là muôn vàn khó khăn với những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Hơn 95% làng mạc bị tàn phá, những cánh đồng nứt nẻ, những cánh rừng cằn cỗi, cùng với gió, cát và những bãi mìn ngầm trải dài bất tận. Thế nhưng, đó là câu chuyện của 50 năm trước. Và đây là hình ảnh của Quảng Trị hôm nay. Đây là một vận hội, đây là một thời điểm để Quảng Trị bước vào một giai đoạn phát triển mới. Với quyết tâm và hoài bão cao nhất, đó là biến những bất lợi trở thành những lợi thế của sự phát triển tỉnh Quảng Trị. Vượt mọi khó khăn, trải qua nhiều thách thức, Quảng Trị, mảnh đất khói lửa đã hồi sinh và phát triển, đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên toàn địa bàn tỉnh bình quân đạt 78%. Sản lượng lương thực tăng gấp 3 lần so với trước năm 1989. Xây dựng vùng nguyên liệu cà phê, cao su, hổ tiêu có chất lượng cao và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Trở thành trung tâm cung cấp nguyên liệu và chế biến gỗ lớn của miền Trung với hơn 173.000 hectare rừng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Nâng cao năng lực nuôi trồng và khai thác thủy hải sản. Quảng Trị có 19 dự án điện gió, 3 dự án điện mặt trời và 11 dự án thủy điện, tiến tới trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung. Xây dựng các khu kinh tế, thương mại, công nghiệp phát triển. Hệ thống điện, đường, trường trạm khang trang, hoàn thiện. Lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội luôn được quan tâm, phát triển. Tinh thần, sự quyết tâm lớn hơn tất cả, đó là chúng ta biến những khát vọng của người dân Quảng Trị trở thành hiện thực. Vóc dáng của Quảng Trị như ngày hôm nay đó là những thành tựu hết sức to lớn và công sức hết sức tuyệt vời của người dân Quảng Trị, của cán bộ chiến sĩ Quảng Trị. Người ta bảo chưa giờ Quảng Trị mà dĩ vào xong thì nghe người ta nói không nhất cao gì. Đó là một sức mạnh. Trải qua 50 năm kể từ những năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt, tấm gương kiên trung, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn mãi được khắc ghi trong tâm khảm mỗi người Việt Nam, trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và để tiếp nối những trang sử hào hùng ấy, những người con Quảng Trị hôm nay đang cùng nhau tiếp tục viết nên một trang mới, một cuộc sống mới, hạnh phúc và giàu mạnh cho mảnh đất này. Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật Khát vọng Quảng Trị nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, mùng 1 tháng 5 năm 1972, mùng 1 tháng 5 năm 2022 và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị 1972-2022 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 xin phép được kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình trên kênh VTV8. Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị và một số đài phát thanh truyền hình khác trên cả nước. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.